Cô ơi, có gì cho cháu quay cái lúc lắp sản phẩm? Dạ vâng, rất là mời. Em là học mỹ thuật công nghiệp và không là ít kia. Đây hình như là đến nơi rồi mọi người ạ. Hình như thôi, tại vì là ở đây không số nhà. Đường Hà Nội quá là quanh co, nên đợi. Không biết có đúng hình nhà này không. Cô ơi, có gì cho cháu quay cái lúc lắp sản phẩm? Dạ vâng, rất là mời. Em để cái giường ở đây thì chắc là chủ yếu là dùng giường là chính đúng không? Vâng. Em là học mỹ thuật công nghiệp và không là ít kia. Chị họ anh cũng hay đi ngâm. Xong chị thì đó chị họ ấy. Chị cũng thi cái này nhưng mà thi ít kiểu ở thi mỹ thuật công nghiệp ấy. Kiểu thế bảo khó lắm. Thế là còn định là kiểu ráp ấy, kiểu không thi đại học. Xong rồi cứ kiểu không định học đại học để ôn thêm một mấy năm nữa để thi lại ấy. Nhưng mà cuối cùng là bố dí vào cho Arena FPT ấy. Thì chắc là không biết là sang năm có định thi lại không, không biết.